Xin chào các bạn, mình là Thu Hà và các bạn đã cùng quay trở lại với Tickmark. Hôm nay hãy cùng nhau tìm hiểu xem iPad Pro liệu có lật đổ được đế chế laptop hay không nhé. Nào, bắt đầu thôi. Apple đã công bố iPad Pro 11 và 12.9 inch vào tháng trước. Ngoài thiết kế tuyệt đẹp ra thì hai thiết bị này còn có cấu hình mạnh hơn, camera thì đẳng cấp hơn và đặc biệt là tính năng cảm biến 3D cho AR chính xác hơn. Với những vũ khí trang bị trên chiếc iPad thì Apple tự hào là thiết bị mới của mình có thể xem là một chiếc máy tính. Nhưng mà liệu là nó có thể thay thế được luôn cho máy tính hay không thì điều này còn phải xem xét lại ở nhiều khía cạnh. Hãy xem coi là so với một chiếc máy tính thì iPad Pro có gì nha. Bàn phím mới trên iPad là một cuộc cách mạng của Apple. Hãng như bê nguyên cái bàn phím của MacBook để gắn cùng với iPad Pro. Magic Keyboard mang đến cảm giác gõ được cải thiện hơn, hỗ trợ đèn nền, bổ sung một cổng USB Type-C, khả năng điều chỉnh góc độ tùy ý, có khả năng là gập được iPad 130 độ. Trong đó, điểm nổi bật nhất là bàn phím này được tích hợp với cả trackpad, một điểm sáng giá để iPad Pro được xem như là một chiếc máy tính đích thực. Ngoài màn hình, bàn phím và trackpad ra thì phần cứng có vẻ là ok, ngon lành cành đào rồi. Phần mềm của iPad cũng hỗ trợ một số ứng dụng văn phòng và ứng dụng thiết kế tương tự như là laptop rồi. Hơn cả mong đợi, so với một chiếc laptop, chúng ta còn có thêm một số tính năng đáng đồng tiền bát gạo mà iPad Pro mang lại. Đó là cụm camera phía sau hai ống kính với camera chính là 12 megapixel và camera phụ là 10 megapixel, cho phép quay video với độ phân giải tận 4K. Bên cạnh đó thì hệ thống camera còn có công nghệ LiDAR, màn hình ProMotion 120Hz, màu sắc chuẩn cho iPad, đặc biệt thích hợp với những ai mà làm về thiết kế nè. Không những thế thì màn hình này có phản ứng mượt mà với lại Apple Pencil. Chúng ta khó có thể tìm kiếm được một chiếc máy tính bảng hoặc là máy tính xách tay nào mà trang bị bút thông minh tốt hơn cả iPad Pro năm 2020. Ngoài ra thì iPad Pro còn hỗ trợ Wi-Fi 6, tính năng này trên laptop hiện nay vẫn chưa xuất hiện. Cuối cùng không thể không kể đến đó là hiệu năng. iPad Pro năm 2020 được trang bị chip Apple A12Z, chip dựa trên ARM, trong khi MacBook đều chạy trên chip Intel và điều đó tạo nên một thế giới khác biệt hoàn toàn, rằng là Apple tuyên bố iPad Pro 2020 mạnh hơn hầu hết các máy tính xách tay hiện nay. Nhưng với những gì mà mình nói ở trên thì đã đủ kết luận rằng là iPad Pro có thể thay thế được cho một chiếc laptop hay chưa? Vậy thì hãy cùng xem những gì mà iPad Pro đang thiếu sót nha. Thứ nhất là kích thước màn hình. Với hai option là 11 và 12,9 inch, hai kích thước này có lẽ là sẽ khó mà đáp ứng được nhu cầu làm việc của đa số người dùng. Như là trên MacBook tiêu chuẩn là 13.3 inch, nhưng mà nhiều khi mình còn thấy nó quá là tù túng cho công việc, bởi vì mỗi khi mà mình lướt web hay là mình cần đọc thông tin trên màn hình thì nội dung hiển thị nó quá bé. Còn đối với những người dùng Windows, hầu hết thì laptop của Windows có màn hình lớn hơn 13.3 inch, do đó nó sẽ khá khó khăn nếu chuyển qua dùng iPad Pro như là một thiết bị chính để mà làm việc. Thứ hai là các định dạng tệp không tối ưu hóa cho iPad. Nếu chúng ta đang làm việc và một ai đấy gửi cho chúng ta một cái tệp mà iPad không đọc được thì sẽ rất là khó khăn, bởi vì chúng ta không thể nào dễ dàng chuyển đổi định dạng file như là trên laptop được. Bên cạnh đó thì việc chúng ta thực hiện những cái thao tác giữa trình duyệt và những cái ứng dụng thì vô cùng mất thời gian luôn. Ví dụ nha, như là một văn bản Google Docs thì chúng ta không thể nào sửa trực tiếp từ trình duyệt mà phải chuyển qua ứng dụng để chỉnh sửa. Việc chuyển đổi qua lại như thế thì khá là phiền hà và hoàn toàn là tốn một công rất là nhiều việc. Rồi thứ ba là giá thành thì đắt đỏ. iPad Pro khi mà đi kèm cùng với Magic Keyboard thì với bản 11 inch sẽ mất khoảng 1.100 đô la Mỹ. Còn nếu lựa chọn bản 12.9 inch chúng ta phải trả tới 1.300 đô la Mỹ. Trong khi đó, MacBook Air 2020 có giá khởi điểm chỉ có 999 đô mà thôi. Thiết bị này rất là nhẹ và có thể hoàn thành hầu hết những cái công việc mà một người bình thường hay đi làm. Tóm lại là cuối cùng thì iPad Pro có thể thay thế được cho laptop hay không? Câu trả lời của mình là có thể đó, nhưng mà chỉ trong một số trường hợp mà thôi nha. Với những ai muốn có một chiếc laptop có khả năng là chơi game tiện lợi, có thể thực hiện thao tác tác vụ cơ bản, có thể làm việc liên quan đến mảng sáng tạo, đồ họa và đặc biệt là dư giả tài chính thì có thể chọn ngay một chiếc iPad Pro như là một thiết bị chính để sử dụng. Nhưng mà để nói iPad Pro lật đổ được đế chế của laptop thì chắc là ngày ấy còn xa lắm. Màn hình xịn và cấu hình mạnh, nhưng mà nó chỉ mạnh đối với một số loại laptop cơ bản thôi, chứ không thể nào vượt qua được những cái bóng lớn như là MacBook Pro được. Và dù được trang bị bàn phím hay là trackpad thì trải nghiệm gõ phím cũng không thể nào mà ngang ngửa được so với laptop, vì độ chắc chắn của nó sẽ không bằng rồi.
Trên đây là những chia sẻ của Zmart. Và tôi hy vọng là các bạn nếu có bình luận gì thì cũng để lại bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.